chuyện minh oan cho anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi lên phim điện ảnh. Bộ phim tái hiện lại cảnh đau thương của bản án Chu Di Tam tộc đầy oan khuất của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và hành trình ông được vua Lê Thánh Tông minh oan. Ngày 21 tháng 6, dự án phim điện ảnh về người vua Lê Thái Tông và anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã chính thức được công bố. Theo đó, tác phẩm điện ảnh có tên Anh Hùng sẽ gợi lại ám ảnh về bản án Chu Di Tam tộc của Nguyễn Trãi với vụ Lệ Chi Viên vào năm 1442, người thiếp của Nguyễn Trãi tên Nguyễn Thị Lộ bị khép vào tội giết vua Lê Thái Tông. Tuy nhiên, trọng tâm của bộ phim sẽ được đặt ở thời gian 22 năm sau, năm 1464, tái hiện lại toàn bộ hành trình vua Lê Thánh Tông, một trong những vị vua anh minh của nhà hậu Lê, minh oan cho Nguyễn Trãi. Câu chuyện phim nói đến vua Lê Thánh Tông lúc đó 23 tuổi. Ông chỉ có một đêm để minh oan cho nội oan khiên của Nguyễn Trãi và cứu người con trai duy nhất của Nguyễn Trãi còn sống sót sau cuộc trốn chạy, ẩn giật hơn 20 năm. Nếu không kịp minh oan, ngày hôm sau bị chém đầu và chính thức tuyệt diệt dòng họ Nguyễn Trãi. Đấu trí diễn ra trong từng khoảnh khắc của vị vua Lê Thánh Tông, minh oan nhưng phải anh minh trên toàn cõi. Bộ phim có những pha hành động khốc liệt và tái dựng lại cảnh đau thương của bản án Chu Di Tam tộc đầy oan khuất. Bộ phim không chỉ dừng lại là một tác phẩm điện ảnh mang tính giải trí thông thường, mà nó còn mang khát vọng, tái hiện lại lịch sử, chân dung các vị vua, nhà chính trị, thi hào Nguyễn Trãi, ảnh hưởng tới nhận thức của khán giả về giai đoạn lịch sử này của đất nước. Nhà biên kịch nổi tiếng Lê Ngọc Minh đã dành nhiều năm tâm huyết viết tác phẩm Anh Hùng. Vị trí đạo diễn của bộ phim được giao cho Lương Đình Dũng. Chia sẻ về dự án này, đạo diễn Lương Đình Dũng bày tỏ, đây là khát khao của tôi, ngoài dự án này tôi muốn được làm về Lý Thường Kiệt. Hai Bà Trưng đưa lịch sử lên phim sẽ giúp cho thế hệ trẻ có cái nhìn đúng đắn và ghi nhớ sâu sắc về lịch sử dân tộc. Song song với phát hành trong nước, nhà sản xuất dự kiến sẽ phát hành phim tới hơn 30 nước giúp khán giả quốc tế cũng thấy được bề dày lịch sử đầy oai hùng của Việt Nam. Những vị vua anh minh, những khai quốc công thần và các danh tướng, danh thần của Việt Nam.